Bừng tỉnh, bất ngờ vì không biết mình là ai và đây là đâu. Robot Amika cho thấy những biểu cảm rất giống với con người khi đặt trong các tình huống mới tỉnh dậy, tò mò kiểm tra tay và bất ngờ khi phát hiện ra camera đang quay mình. Amika được coi là nền tảng robot hình người lý tưởng cho các tương tác giữa người và robot. Chúng tôi cố gắng mang đến cho robot những đặc điểm cơ bản của con người, không phân biệt giới tính, không phân biệt màu da. Ông Jackson cũng cho biết chi phí tạo nên một robot vào khoảng 100.000 bảng Anh, tương đương khoảng 3 tỷ đồng, nhưng dao động nhiều hay ít tùy thuộc vào những chức năng robot có thể thực hiện. Tôi đang đứng cạnh hai Amika, robot thế hệ mới nhất cho hoạt động tương tác với con người. Khuôn mặt là một kênh giao tiếp rất quan trọng. Và đó là lý do tại sao chúng tôi chế tạo những con robot biểu cảm này. Hiện nay, khách hàng có thể mua hoặc thuê Amika. Các nhà nghiên cứu cho biết trong thời gian tới, họ sẽ nâng cấp để Amika có thể di chuyển thay vì đứng yên như hiện tại. Công ty của ông Jason đã nghiên cứu phát triển robot trong 15 năm qua và các sản phẩm ngày càng cho thấy mức độ tiên tiến của công nghệ.